Sáng ngày 4 tháng 7, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Văn Phúc dẫn đầu đoàn công tác của Bộ đã có buổi làm việc với Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh về công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Năm học 2022-2023 là năm học diễn ra trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch COVID-19. Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh thành phố khác đã chủ động bố trí phương án học tập cho học sinh. Qua công tác kiểm tra thực tế, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo đánh giá cao công tác chuẩn bị sẵn sàng của thành phố Hồ Chí Minh đối với tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Lãnh đạo Bộ Giáo dục Đào tạo lưu ý, trong công tác tổ chức kỳ thi cấp quốc gia, các địa phương không vận dụng sáng tạo mà cần chấp hành đúng quy chế. Trong đó chú ý phổ biến kỹ quy chế thi cho thí sinh, nhắc nhở việc không mang điện thoại di động vào khu vực thi, để vật dụng cá nhân cách khu vực phòng thi tối thiểu 25m. Ngày 4 tháng 7, Sở Công Thương Kon Tum đã phát văn bản mời công ty cổ phần Đức Thành Gia Lai, chủ đầu tư thủy điện Đắc Si 5 và công ty cổ phần thủy điện Đức Nhân Đắc Si, chủ đầu tư thủy điện Đắc Si bậc 1 và Đắc Si bậc 2, cùng Ủy ban Nhân dân huyện Đắc Hà, Ủy ban Nhân dân xã Đắc Si đến làm việc để giải quyết đền bù cho 62 hộ dân có cây trồng bị ảnh hưởng quanh lòng hồ thủy điện Đắc Si 5 vào năm 2020. Động thái mới nhất này của Sở Công Thương diễn ra trong bối cảnh sau khi xác định nguyên nhân gây ảnh hưởng cho 62 hộ là do các thủy điện trên gây ra. Sở này đã ra tối hậu thư yêu cầu hai chủ đầu tư của ba thủy điện trên làm việc để thống nhất đền bù, báo cáo trước ngày 20 tháng 6, thậm chí gia hạn thêm đến trước ngày 30 tháng 6, nhưng các thủy điện chưa phối hợp để thống nhất đền bù theo yêu cầu của Sở Công Thương. Theo công ty cổ phần Đức Thành Gia Lai, đơn vị đã rất cầu thị trong việc hỗ trợ cho dân. Để giải quyết khó khăn cho các hộ dân, trước mắt đơn vị đã tự bỏ tiền ra đền bù cho dân. Đến ngày 3 tháng 7, công ty đã chi trả cho 50 trên 62 hộ và đang tiến hành thương thảo với 12 hộ còn lại. Ngày 3 tháng 7, bác sĩ Bùi Hoàng Luân, khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, đã tiếp nhận cấp cứu 3 bệnh nhân có triệu chứng ngộ độc sau khi ăn nhộng ve sầu đào trong đất. Trước đó, tối ngày 2 tháng 7, một nhóm 5 người đến nhậu tại một nhà hàng trên đường Cao Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột. Tại đây, một người trong nhóm đã tự chế biến món nhộng ve sầu rồi mang đến quán nhậu. Sau khi ăn món nhộng ve sầu, tất cả đều có triệu chứng nôn ói, chóng mặt. Theo bác sĩ Bùi Hoàng Luân, các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng lơ mơ, không tỉnh táo. Trong đó có một bệnh nhân hôn mê và co giật. Hiện tại, sức khỏe của cả 3 bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn lơ mơ chưa tỉnh. Chiều ngày 3 tháng 7, Bộ Y tế cho biết hiện cả nước đã tiêm chủng được hơn 233,1 triệu liều vaccine COVID-19 các loại. Theo Bộ Y tế, hiện trên thế giới biến thể BA.5 của Omicron đã ghi nhận tại nhiều quốc gia và có khả năng tiếp tục xâm nhập vào Việt Nam nên số ca mắc mới có thể gia tăng trong thời gian tới. Trước lo lắng của người dân về việc tiêm vaccine COVID-19 mũi 3, mũi 4 sẽ có phản ứng phụ mạnh hơn các mũi trước đó, giáo sư tiến sĩ Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng cho biết, mỗi cơ thể sẽ có phản ứng với vaccine ở mức độ khác nhau. Việc tiêm vaccine COVID-19 mũi 3, mũi 4 sẽ củng cố thêm miễn dịch và đặc biệt sẽ phòng được biến thể BA.5 của Omicron và nếu nhiễm bệnh thì bệnh cũng sẽ nhẹ hơn. Sáng ngày 4 tháng 7, ông Nguyễn Văn Duy, Bí thư Đảng ủy thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn đuối nước trên biển, khiến một người lớn tử vong, một trẻ em bị mất tích và hai người khác được cứu sống. Cụ thể, vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng cùng ngày, có 4 người dân, 2 người lớn và 2 trẻ em, quê ở Hà Nội, đang nghỉ tại một khách sạn ở khu du lịch biển Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Những người này ra khu vực biển Thiên Cầm, cách bờ khoảng 40m, tính theo lúc thủy triều lên để tắm mát. Trong lúc tắm, cả 4 người không may bị rơi vào khu vực nước xoáy sâu. Người dân chỉ cứu được một người lớn và một trẻ em đưa vào bờ sơ cấp cứu, sau đó đưa vào trạm y tế. Hiện sức khỏe hai người này đã ổn định. Riêng một người lớn là phụ nữ khoảng 50 tuổi bị chết đuối, đã đưa được thi thể vào bờ. Hiện vẫn còn một trẻ em khoảng 13 tuổi đang bị mất tích. Bước đầu xác định hai người chết và mất tích là hai mẹ con. Thời gian gần đây liên tục xuất hiện các vụ khách du lịch tố nhà hàng, quán ăn, cơ sở kinh doanh chặt chém, báo hóa đơn giá trên trời. Mới đây nhất là vụ tố nhà hàng ở thành phố Nha Trang bán dĩa mì xào tới 200.000 đồng, đã bị xử phạt vi phạm hành chính 21 triệu đồng.
Cũng tại thành phố Nha Trang, trước đó một nhóm du khách đã tố nhà hàng ở đây tính hóa đơn 42,5 triệu đồng cho các món hải sản, khiến thực khách như ngã ngửa. Thực tế, tình trạng chặt chém ở thành phố Nha Trang không phải mới lần đầu mà đã xảy ra từ nhiều năm qua. Giữa tháng 6, tại thành phố Đà Nẵng, cơ quan công an xác minh Vương Đình B, sinh năm 1993, ở Thanh Hóa, là đối tượng đánh giày đã chặt đẹp một khách ngồi uống cà phê với giá tới 400.000 đồng. Để tránh tình trạng chặt chém khi đi tham quan du lịch, mua sắm, ăn uống, thuê mướn, khách du lịch, người tiêu dùng nên chủ động khảo giá trước, hình thành thói quen thuận mua vừa bán để xây dựng nếp văn hóa, thực sự coi khách hàng là thượng đế.